Tỷ phú Warren Buffett chia sẻ, cơ hội đầu tư hấp dẫn xuất hiện khi một doanh nghiệp tuyệt vời gặp phải một khó khăn lớn có thể giải quyết được. Sau một số sai lầm khác, tôi học được rằng chỉ nên hợp tác kinh doanh với những người mà tôi yêu thích, tin tưởng và ngưỡng mộ. Một công ty dệt hàng 2 hoặc một cửa hàng bách hóa sẽ không phát triển thịnh vượng chỉ đơn giản vì các nhà quản lý là người mà con gái của bạn nên cưới. Tuy nhiên, một chủ sở hữu hoặc một nhà đầu tư có thể làm được những điều kỳ diệu nếu ông soi sở để kết thân với những người nói trên trong các doanh nghiệp sở hữu đặc điểm kinh tế khá tốt. Ngược lại, chúng tôi không muốn hợp tác với những nhà quản lý thiếu những phẩm chất đáng ngưỡng mộ. Bất chấp triển vọng về công ty của họ hấp dẫn như thế nào, chúng tôi không bao giờ thành công trong việc đạt được thỏa thuận tốt với một người xấu.